gần gốc thợ neo in Colorado Spring, Colorado. Tiệm neo ở Colorado Spring, Colorado cần gấp thợ neo biết làm bột, chân tay nước hoặc thợ làm everything càng tốt, bao lương 1.200 đến 1.500 trên tuần. Tiệm trong khu shopping center, đông khách, khách lịch sự, giá neo cao, tiếp hậu, có chỗ cho thợ ở xa, chỗ làm vui vẻ và thoải mái. Thật lòng quan tâm, xin liên lạc 719-232-9394 Mr. Ben hoặc 719-265-1908. Thank you.